Chào cả nhà mình, hôm nay mình chia sẻ bạn về cái chủ đề là nói về cái gì ạ? Khởi nghiệp, nó có khái niệm khởi nghiệp truyền thống và khởi nghiệp công nghệ thì nó khác nhau cái điều gì? Và chúng ta có nên khởi nghiệp truyền thống hay không? Hay chúng ta có nên khởi nghiệp về công nghệ hay không? Đây là cái câu hỏi mà nhiều người hay thắc mắc. Và ở ngoài thị trường, các cái tài liệu sách vở người ta cũng hay thắc mắc. Khởi nghiệp công nghệ là người ta hay nói là hai tắc các bạn, hai tắc, cái chữ hai tắc, cái chữ hai tắc. Và khởi nghiệp truyền thống là người ta nói là cái chữ low tắc. Hay là mình nói vui á, là khởi nghiệp ít công nghệ và khởi nghiệp công nghệ nhiều. Nói như vậy á, để cho và có nên không và nó khác nhau cái gì? Thì thật sự với mình á thì khởi nghiệp á thì mình dựa vào những cái điều sau. Mình không có quan tâm với cái khởi nghiệp công nghệ hay là khởi nghiệp không công nghệ hay là khởi nghiệp truyền thống hay khởi nghiệp theo cái thời đại mới, mà khởi nghiệp ở đây nó dựa lên cái sự gì ạ? Cái sự sáng tạo và đột phá. Cái nền tảng nó vẫn là cái chữ sáng tạo và đột phá. Một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta chọn một cái lĩnh vực nào đó chúng ta ra khởi nghiệp thì nó có sáng tạo không, nó có đột phá không, nó đột phá là nó đột phá trên những cơ sở nào, chúng ta có cái công nghệ nào đó làm cho cái sản phẩm chúng ta nó đột phá hơn không, chúng ta có cái quy trình bán hàng hoặc là quy trình làm ra sản phẩm nó có đột phá hay không, hay là chúng ta có cái cách làm nào đó mới mẻ hơn hay không? Thì vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó các bạn. Chứ nó không có phải là khởi nghiệp là phải công nghệ hay không công nghệ. Mình ví dụ như sáng nay bạn thức dậy và bạn cầm cái cây bàn chải nó đang lên, và đã từ lâu rồi cái cây bàn chải nó đang, nó vẫn cái cách thức nó như vậy, và bạn suy nghĩ ra một cái cách nào đó để làm cho cái bàn chải nó đang á, nó đột phá hơn không, nó hay hơn không, hoặc cái quy trình đánh răng theo cái kiểu gì đó mà nó tuyệt vời hơn không, hoặc là trời đang rất là nóng và bạn dùng cái cây quạt, cái máy quạt đó, ok mà cái quạt điện đó, và bạn có cái cách nghĩ gì đó mà làm cho cái cây quạt nó trở nên sáng tạo và đột phá, bạn thêm thắt gì đó mà không biết. Hoặc là bạn nấu cơm, cái nồi cơm điện của các bạn, bạn suy nghĩ ra nó có cách nào sáng tạo và đột phá không? Hay là bạn đang lau nhà, cái căn nhà rất nhiều thứ, ok, rất là nhiều thứ. Sản phẩm nó sáng tạo đột phá nghĩa là nó có cái gì đó đặc biệt không? Nó có cái điều gì đó đặc biệt không? Cái đó là cái điều bạn mới nhức đầu, bạn mới cần suy nghĩ, bạn mới cần trăn trở, chứ không phải là công nghệ hay là không công nghệ. Mình ví dụ bạn mở một cái quán ăn nhỏ, ở ta tất cả những người kinh doanh của ta, họ rất giỏi để mở một cái quán ăn nhỏ, họ rất giỏi để mở một cái shop, họ rất giỏi để lên tạo ra một cái fanpage, lập một cái website để buôn bán một cái gì đó. Tuy nhiên họ không cứ nghĩ ra được cái cách, họ không biết cái cách nào để làm sao một cái quán phở đó nó ra được 100 quán, 1000 quán bán khắp đất nước này ra cả thế giới. Họ không cứ nghĩ ra được làm sao cái shop chúng ta bán đó, một cái trang web đó, sau này nó lên cả một cái công ty, cái 100 nhân viên, 1000 nhân viên và bán ra khắp toàn cầu. Cái điều đó mới là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Chứ còn mà cái việc mà mở ra một cái quán nhỏ, một cái xe hủ tiếu, một cái xe bánh mì, cái điều đó nó vô cùng đơn giản, chúng ta cần cũng không phải học hành gì nhiều hết. Vậy để làm được cái việc lớn hơn kia, chúng ta phải hỏi ra một cái câu rằng là ai là khách hàng của ta. Khách hàng của ta, nếu khách hàng của ta chỉ là những người địa phương thì những cái quán nhỏ đó nó chỉ phục vụ cho những cái khách hàng ở trong khu vực địa phương đó thôi. Chúng ta không thể làm lớn được. Bạn có hình dung ra điều này chưa?
nó là cái câu hỏi lớn hơn của người khởi nghiệp đó, là không phải là ra để mở, làm sao để mở ra một cái quán phở, mà quán phở chúng ta nó có đặc biệt gì? Tại vì nếu nó không có sáng tạo và đột phá thì chắc chắn một điều rằng chúng ta không có thể lượng khách hàng lớn được, chúng ta không thể bán ra toàn cầu được. Ok, các bạn cảm nhận ra được không ạ? Và một cái điều khác mọi người hay hỏi nữa, vậy thì khi nói về khởi nghiệp thì mọi người hay nghe về các cái công ty công nghệ, báo chí cũng viết về các cái công ty công nghệ. Vậy thì một cái công ty không phải công nghệ thì sao? Có ai thành công không? Liên tục nó như vậy các bạn. Mấy năm nay các bạn thấy toàn là công nghệ. Nó tới Bill Gates cũng là công nghệ. Nó tới Mark Zuckerberg cũng là công nghệ. Nó tới Google cũng là công nghệ. Nói Steve Jobs cũng là công nghệ, chúng ta chỉ nghe. Dĩ nhiên điều đó nó rất là tốt, không có gì sai ở đây. Nhưng mình muốn nói với bạn, ở những cái bạn không có kỹ năng về công nghệ thì sao ạ? Nó rất là đơn giản thôi các bạn. Nếu mà bạn thích về ăn uống thì bạn có thể bạn ra bằng mở một cái quán ăn, một cái công ty ăn uống. Nó không sao cả. Cái điều ở đây là làm sao sản phẩm chúng ta nó sáng tạo và nó đột phá thôi ạ. Các bạn, một cái ý tưởng thì nó khá đơn giản, nhưng mà làm sao biến ý tưởng đó nó thành sản phẩm, nó là một cái quy trình rất là phức tạp, nhiều quy trình, nhiều kiến thức, nhiều công đoạn. Rồi biến cái sản phẩm này nè, nó ra để thị trường chấp nhận, khách hàng chấp nhận, lại là một cái quy trình nó phức tạp nữa. Rồi làm sao ạ? Thị trường đưa cho chúng ta tiền, rồi tiền chúng ta lại quay về doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp chi phí để làm sao chúng ta ra được lợi nhuận, rồi chúng ta tái lại đầu tư. Đó là một quy trình khổng lồ mà chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải biết. Nó là để biến cái ý tưởng thành một cái sản phẩm mà ra tiền, thì đó là một cái quy trình nó vô cùng nhiều bước, mà chỉ khi chúng ta bắt tay vào chúng ta mới biết được. Và khi mà cái người ra khởi nghiệp á, không phải là công nghệ không công nghệ, mà các bạn phải hỏi mình một câu là điều gì để làm cho bạn làm tốt hơn, khách hàng mình là ai và khách hàng họ muốn là gì, cái sản phẩm của ta nó có cái gì độc đáo hay không. Trên thị trường thì có ai đã làm sản phẩm của chúng ta chưa, và làm cách gì để người khác không thể bắt chước được. Đó là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Còn nếu không á, thì chúng ta hay làm cái gì ạ? Khi anh A ra mở một cái quán phở thì cái anh B kế bên cũng mở một cái quán phở. Vậy một cái câu hỏi đặt ra là hai cái quán phở đó nó khác nhau cái gì? Hai cái quán phở này nó có cái gì đặc biệt? Cái câu hỏi nó là như vậy. Công bằng mà nói về sản phẩm phở thì nó không có cái gì khác biệt cả. Nó rất là khó để khác biệt, cũng có nhưng mà nó rất là khó. Về cơ bản nó là như vậy. Cái anh mở sau làm rẻ hơn, cái anh rớt giá rẻ hơn một chút thì cái đó nó không phải là khác biệt đâu. Hình dung ra điều này chưa? Cái câu hỏi đặt ở đây là cái điểm khác biệt và riêng biệt của bạn là gì? Thực sự thì đó là chúng ta có thể làm cho cái dịch vụ chúng ta nó khác biệt, ví dụ vậy. Thì nó là tạo ra giá trị khác biệt. Hình dung chưa? Bạn phải có những vậy, giá trị khác biệt mà bạn tạo ra cho khách hàng mà các bạn không tìm thấy ở nơi khác, ở nơi bạn, đó là cái gì? Vừa rồi mình ở Việt Nam chúng ta có những cái hãng bay, thứ gì? Vietnam Airlines, Jetta, Vietjet và gần đây nhất là Bamboo Airways. Vasco thì mình có đi một lần ra Côn Đảo thôi. Thì trong những cái hãng hàng không đó thì có rẻ là cái hãng hàng không Bamboo Airways là nó mới ra gần đây nhất. Thì mình thấy Bamboo Airways nó có một cái chút khác biệt ở trải nghiệm khách hàng ở trên chuyến bay, đó là phục vụ đồ ăn ở trên chuyến bay. Và mình có cái cảm tình với Bamboo Airways, thì mình cũng đi Vietnam Airlines, thì Vietnam Airlines cũng có phục vụ, nhưng mà Vietjet với Jetta thì không nói rồi. Thì mình có cảm giác là mình thích cái Bamboo hơn, thì cái trải nghiệm của mình cảm giác Bamboo thì nó ok hơn. Đó, ý ở đây là họ đã biết cách tạo ra một cái sản phẩm khác biệt, cái dịch vụ khác biệt.
Một cái câu hỏi mà chúng ta phải luôn hỏi rằng là sản phẩm chúng ta có gì khác biệt hay không? Dịch vụ của chúng ta có cái gì khác biệt hay không? Đó. Cái phương thức chuyển giao cái sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng nó có cái gì khác biệt hay không? Hay là cái cách khách hàng trả tiền và thanh toán chúng ta nó có cái gì khác biệt hay không? Chứ nó không phải là công nghệ hay không công nghệ. Dĩ nhiên chúng ta biết rất là nhiều cái công ty công nghệ, nhưng mà nói là đây những cái công ty công nghệ, ví dụ có một cái công ty ở nước ngoài, họ bình thường thì mọi người hay bán cái khóa học, thì cái anh chàng này ảnh cho là cho thuê video chứ không có bán, cho thuê. Cái này cũng là một cái cách thức, nó khác biệt, cái cách trả tiền nó khác biệt, cái cách thức nó khác biệt. Họ dùng ra điều này không ạ? Mình hay nghe những câu hỏi, một cái câu hỏi khác mình hay nghe những câu hỏi là mọi người hay nói như vậy nè: khởi nghiệp là tìm ra một cái phát minh mới, khởi nghiệp là cái cách chúng ta thay đổi thế giới này. Khởi nghiệp nó không phải vì tiền, mục tiêu khởi nghiệp nó không phải là vì tiền. Vậy thì theo bạn nó có ok không? Với cái trải nghiệm của mình các bạn ạ, với cái trải nghiệm của mình trả lời câu hỏi này với cái góc độ trải nghiệm của mình. Thực sự thì cho tới giờ thì mình cũng có 20 mấy năm lặn lội đi làm kinh doanh và khởi nghiệp. Và sắp tới có lẽ cũng còn khởi nghiệp nữa. Thì qua hơn 20 mấy năm, thành công có, thất bại có. Nhưng mình nói các bạn cái trải nghiệm thất bại trước. Các bạn biết mỗi lần mình thất bại á, đặc biệt cái lần thất bại nặng nhất là bán nhà bán cửa ra nhà trọ ở đó, các bạn biết ngày thất bại mình hiểu cái gì không ạ? Những ngày thất bại mình ước chi rằng lúc đó mình có tiền, mình ước chi lúc đó mình còn thêm tiền, mình ước chi những đồng tiền đó nó không mất, mình ước chi cái lĩnh vực kinh doanh của mình nó làm sao đó nó phải tạo ra nhiều tiền, chứ tại sao lại làm mất tiền. Bạn hình dung ra điều này chưa? Những ngày thất bại đi, bạn mới thấy cái chữ tiền đó, nó quý nó như thế nào. Hình dung chưa các bạn ơi? Nó quý lắm. Và những ngày thất bại đó, mình mới biết rằng là nếu không có tiền thì chúng ta không thể, không thể gì à? Không được mọi người trọng dụng. Gia đình bạn, họ cũng gặp bạn, họ ngán ngẩm lắm. Bạn bè bạn gặp bạn cũng ngán ghê lắm. Người thân gặp bạn cũng ngán kinh lắm. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là bạn nào mà chưa từng thất bại mà trong tay không có tiền thì bạn chưa có thấm đâu, và bạn sẽ nói những cái câu tôi làm việc không mục đích vì tiền. Các bạn hình dung chưa? Nhưng mà khi tôi thành công thì sao ạ? Khi tôi thành công thì cuộc sống nó tuyệt vời. Dĩ nhiên nó mang tiền đến về thành công, ngoài cái việc sản phẩm, cuộc sống của thành công thì một trong những cái điều mà nó chứng nhận cho sự thành công đó là mình đã mang được tiền về. Và khi mình mang được tiền về, các bạn biết là gì mà gia đình công nhận mình có tiền để mình trả lại cho cái cuộc sống của mình thưởng cho mình nhiều hơn, mình có tiền để mình nghiên cứu nhiều hơn, mình có tiền để mình đầu tư chất lượng hơn, mình có tiền để mình trả cho nhân viên họ tuyệt vời hơn. Vậy một cái câu hỏi ở đây mình hỏi các bạn, thực sự là tiền nó có quan trọng trong khởi nghiệp hay không, thì chính các bạn cũng cảm nghiệm ra được cái điều này. Tuy nhiên khi thành công thì mình sẽ hỏi một câu hỏi lớn hơn nữa. Vậy thì tôi làm gì để tôi thành công hơn nữa, tôi làm gì để tôi làm tốt hơn nữa, có cái cách nào để tôi làm tốt hơn nữa hay không, và liệu cái điều tôi đang làm thành công này tôi cứ nên làm với nó và tôi nên làm tận cùng với nó hay không. Vậy thì các bạn nói mà khởi nghiệp nó rất là cần cái sự thay đổi, nó cần cái sự đột phá, nó cần cái sự gì à, nó cần tiền nữa. Bạn hình dung chưa? Thay đổi đột phá rồi gì đó, thay đổi thế giới đó không biết, nó cũng cần phải đi liền với tiền nữa. Tuy nhiên mình muốn nói với các bạn, hãy biến khởi nghiệp nó thành cái đam mê. Hãy biến cái công việc kinh doanh nó thành cái đam mê, chứ không phải biến cái công việc kinh doanh nó vì tiền. Bạn hình dung ra điều này chưa? Tiền là chắc chắn kết quả nó phải đến, nhưng mà phải biến nó thành đam mê. Đam mê để làm gì?
để bạn tự hào, bạn nói với tất cả mọi người rằng mỗi ngày tôi đang làm việc. Bạn tự hào, bạn nói với ba mẹ mình rằng tôi đang làm việc. Bạn tự hào, bạn nói với vợ con mình rằng tôi đang làm việc. Bạn tự hào, bạn nói cho tất cả những người mình gặp rằng tôi đang làm việc. Và một điều mà mình luôn gửi đến các bạn rằng hãy gì ạ? Hãy chọn cái công việc, hãy chọn lĩnh vực mình làm mà mỗi sáng 5 giờ sáng, 4 giờ sáng nó thúc đẩy bạn thức dậy rời ra khỏi cái giường để làm việc. Đó chính là cái công việc mà bạn đam mê. Còn nếu mà bạn ra công việc bạn còn ngủ trễ, bạn còn 7 giờ bạn mới vậy thì rõ ràng nó đang có cái gì đó, nó đang có cái gì đó, bạn nên nhớ không ạ? Bạn vẫn chưa hết mình vì nó. Đó là điều mà mình muốn gửi đến bạn đoạn video này. Hãy xem tiếp đoạn video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye các bạn.